Nhắc đến bốn con hổ kinh tế của châu Á, người ta luôn nghĩ đến Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Đó là những nước có sự phát triển thần kỳ và vượt trội trong nửa cuối của thế kỷ 20, là hình mẫu của các quốc gia đang phát triển và học tập. Thế nhưng đó là bốn con hổ cũ. Khi mà thời gian qua đi thì nền kinh tế đã phát triển sẽ chững lại. Thế nhưng ở đó có bốn con hổ mới được điểm mặt đặt tên. Bao gồm cả bốn đều nằm tại khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Thuật ngữ này sau đó bổ sung thêm Việt Nam. Mặc dù Việt Nam chưa phải là quốc gia công nghiệp mới, thế nhưng có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khá cao. Trong đó Thái Lan luôn dẫn đầu Đông Nam Á trong rất nhiều chỉ số kinh tế và cũng chính là hình mẫu để nhiều nước khác học tập. Thế nhưng mới đây, hãng tin uy tín về kinh tế, tài chính là Bloomberg đã đánh giá Việt Nam và Indonesia đang có rất nhiều năng lượng kinh doanh lẫn khởi nghiệp. Họ cũng cho rằng các việc tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19 thì có ba cái tên được nhận nhiều sự quan tâm nhất. Đó chính là Ấn Độ, Mexico và Việt Nam của chúng ta. Điều kỳ lạ là con hổ của châu Á nổi bật trước kia Thái Lan lại không được nhắc đến. Thậm chí họ còn đi chậm hơn Việt Nam 4 năm trong một hiệp định quan trọng với quốc tế. Thực hư chuyện này là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau đây. Vào thời điểm 1990, khi mà Việt Nam còn vật lộn trong khó khăn và tỷ lệ nghèo đói cao, thì chúng ta đã nghe tới khái niệm hàng Thái. Những chiếc rèm Thái, dao Thái, trái cây Thái được tràn vào Việt Nam với chất lượng phải nói là tuyệt vời. Những chiếc xe Thái khi đó giống như là thương hiệu khẳng định đẳng cấp, một chiếc xe giá đến vài chỉ vàng mới mua được. Hàng sản xuất tại Thái Lan luôn được đánh giá cao về chất lượng tốt và giá cả vô cùng hấp dẫn. Bốn thập kỷ trước, khi mà người dân Việt Nam coi ô tô là hàng chỉ dành cho đại gia, hàng xa xỉ phẩm, thì Thái Lan đã xuất khẩu mặt hàng này. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ tiền vào xây dựng các dây chuyền sản xuất ô tô tại đất nước chùa vàng. Ngành ô tô phát triển đến nỗi mà quốc gia này từng được mệnh danh là thủ phủ của công nghiệp ô tô Đông Nam Á. Kinh tế Thái Lan thậm chí còn vươn lên trước cả Trung Quốc. Vào năm 1990, quốc gia này đạt mức tăng trưởng hai con số. Một bài bình luận trên tờ New York Times đã tuyên bố đây là con hổ tiếp theo và có sự phấn khích trước một cường quốc kinh tế và chính trị mới nổi ở Bangkok. Là một quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á không bị các cuộc chiến tranh tàn phá, Thái Lan đã có rất nhiều thuận lợi để phát triển. Chính trị ổn định, chính phủ hoàng gia tạo ra rất nhiều chính sách ưu đãi thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Các thị trường truyền thống của Thái Lan là Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Họ xuất khẩu rất đa dạng, gồm lúa gạo, các loại đồ chơi, đồ trang sức và thậm chí là cả linh kiện điện tử, xe máy, xe ô tô lắp ráp. Nước này thậm chí còn vượt xa Trung Quốc về thu nhập bình quân đầu người, chứ đừng nói tới Việt Nam vào thời điểm những năm 1990. Thế nhưng bức tranh dần trái ngược vào khoảng 30 năm trở lại đây. Quốc gia này dần dần đang bị cuốn vào cái bẫy thu nhập trung bình. GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã cao hơn Thái Lan trong những năm gần đây và có thể sớm tăng gấp đôi. Với dữ liệu của Ngân hàng Thế giới WB, từ năm 2022 cho thấy thu nhập bình quân của người Trung Quốc ở mức là 12.720 đô la so với 6.909 đô la của Thái Lan. Và năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 4.163,5 đô la, cũng đang dần thu hẹp khoảng cách với người Thái. Bây giờ không có cửa so với Trung Quốc, thì Thái Lan cũng đang dần tụt lại so với các nước láng giềng Đông Nam Á. Thương mại là một ví dụ điển hình. Trong khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, bao gồm các nước lớn như là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản và bốn nước Đông Nam Á là Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam, thì Thái Lan hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Hiệp định này tạo ra một thị trường chung tới 499 triệu dân và GDP đạt khoảng 10.100 tỷ đô la, chiếm 13,5% GDP của thế giới. Nó giảm các thủ tục thuế quan và thúc đẩy xuất khẩu phát triển. Thái Lan là một nước cũng rất chú trọng về xuất khẩu, thế nhưng rất tiếc họ không tham gia hiệp định CPTPP. Thêm vào đó, trong khi Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với EU EVFTA vào năm 2020, thì Thái Lan vào năm 2023 mới bắt đầu tiến hành đàm phán. Như vậy đất nước chùa vàng đã đi sau chúng ta tới gần 4 năm. Nó mở cửa cho các quốc gia có thể thâm nhập sâu hàng hóa vào thị trường châu Âu, nơi có tiêu chuẩn cao và thị trường rộng lớn tới 28 nước thành viên. Sở dĩ Thái Lan đi sau là bởi vì những cuộc đảo chính diễn ra liên tục từ năm 2014 đến nay, khiến cho họ phải tạm dừng lại các quá trình đàm phán các hiệp định. Thái Lan và Việt Nam cũng từng cạnh tranh nhau ngôi vị số 1 về xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Thế nhưng vài năm trở lại đây, với sự vươn lên mạnh mẽ của Ấn Độ, thì Thái Lan và Việt Nam chỉ tranh nhau vị trí số 2 mà thôi. Từ chỗ thua người Thái thì Việt Nam chúng ta đã dần trở nên ngang cờ. Tuy nhiên thì vì Covid-19 nên thị trường gạo của Thái Lan đang có phần hỗn loạn. Khi mà lượng gạo trong nước chỉ vừa dư ra một chút thì nước này đã phải hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực. Việt Nam thì cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thế nhưng chúng ta lại có cách vượt qua tốt hơn.
Vào năm 2020 và năm 2021, khi mà thế giới đang chìm trong những phong tỏa vì dịch bệnh, thì Việt Nam đã vượt Thái Lan về sản xuất lượng gạo xuất khẩu, vươn lên vị trí thứ hai của thế giới chỉ sau Ấn Độ. Mặt khác, Việt Nam có cách hóa giải hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tốt hơn Thái Lan, nên sản lượng lúa gạo xuất khẩu tăng nhanh hơn. Mặc dù vẫn còn đang ngang cơ nhau, thế nhưng Việt Nam rất hy vọng có thể vượt người Thái ở lĩnh vực này. Nguyên nhân chính khiến kinh tế của Thái Lan bị tụt lại đó là nền kinh tế chính trị bất ổn. Theo thống kê kể từ năm 1932 đến nay, thì đã có tới 12 cuộc đảo chính. Trong các sự kiện đó, nền kinh tế bị đình trệ do không có chính phủ quản lý. Các cuộc biểu tình tuần hành liên tục nổ ra khiến xã hội bất ổn, làm cho các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Thái Lan thu hút FDI ít hơn so với các nền kinh tế trong khu vực là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Và năm ngoái nước này có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong số các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á. Kinh tế Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào bên ngoài nên rất dễ bị tổn thương, điển hình như là ngành du lịch, một trong những trụ cột chính của đất nước này khi chiếm tới 12% GDP. Thế nhưng đại dịch Covid-19 xảy ra trong hơn 2 năm đã khiến ngành du lịch của Thái Lan lao đảo. Trung Quốc là nơi cung cấp lượng khách chủ yếu đến đất nước Chùa Vàng, nên khi chính phủ ông Tập Cận Bình thực hiện Zero Covid thì du lịch của Thái Lan lúc này cũng mất phần lớn nguồn khách. Tỷ lệ sinh suy giảm cũng là nguy cơ tiềm tàng trong tương lai cho nền kinh tế của Thái Lan. Do lo ngại nhiều bất ổn về chính trị lẫn công ăn việc làm, chất lượng giáo dục mà ngày càng nhiều người Thái Lan tránh né việc sinh con. Bộ trưởng Y tế Cộng đồng, ông Chonan Srikael, cho biết tỷ lệ sinh giảm ở Thái Lan đã ở tình trạng nghiêm trọng. Số lượng trẻ sơ sinh đã giảm từ hơn 1 triệu trẻ em trên một năm trong giai đoạn vào năm 1963 đến năm 1983, xuống chỉ còn 485.000 trẻ em sơ sinh. Trong đó thì có 550.042 ca tử vong vào năm 2021. Do đó mà dân số thực đã giảm 64.957 người trong năm 2021. Chưa kể dân số Thái Lan đang có dấu hiệu già hóa nhanh chóng. Người già đang chiếm 17% dân số và đang có dấu hiệu tăng lên. Điều này khiến số dân trong độ tuổi lao động giảm, gây lo ngại về thiếu hụt nhân lực, gánh nặng cho quỹ bảo hiểm và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi. Các chuyên gia cảnh báo tổng dân số của Thái Lan sẽ giảm từ 66 triệu xuống còn 33 triệu vào năm 2083. Dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 sẽ giảm từ 44 triệu xuống chỉ còn 14 triệu. Điều này không có lợi cho lĩnh vực sản xuất ngày càng phụ thuộc và lực lượng lao động phải xử lý các công nghệ mới và phức tạp. Thái Lan rất dễ lâm vào vòng luẩn quẩn chưa giàu mà đã giả. Thế giới nói rằng kinh tế Thái Lan là con hổ thế nhưng chưa bao giờ gầm. Khoảng thời gian bùng nổ trôi qua gần 30 năm. Các vấn đề quản trị cũng đang nổi lên trên thị trường tài chính của Thái Lan với hàng loạt bê bối của các doanh nghiệp gần đây. Điều này gây ảnh hưởng tới danh tiếng của quốc gia. Thời gian qua, bài toán ổn định chính trị nước này còn bỏ ngỏ. Mãi đến tháng 9 năm 2023, chính phủ mới của Thái Lan mới được thành lập sau đảo chính. Hầu hết các doanh nghiệp đóng băng các quyết định đầu tư mới cho đến khi có những hướng dẫn rõ ràng hơn từ chính quyền mới. Điều này tác động xấu đến kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu yếu. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Thái Lan, Thủ tướng Srettha mô tả nền kinh tế của Thái Lan hậu đại dịch Covid-19 giống như là một người ốm với sự phục hồi chậm chạp khiến quốc gia này có nguy cơ bước vào suy thoái sau khi kinh tế chỉ tăng trưởng 1,8% trong quý 2 năm 2023, chậm lại đáng kể so với mức 2,6% của quý 1 2023. Bên cạnh đó, nợ công của Thái Lan đã tăng vọt lên 60% GDP, trong khi nợ hộ gia đình tăng vọt lên hơn 90% GDP. Thủ tướng Srettha đã phải tung ra một gói kích thích kinh tế bằng cách cho mỗi người dân $280 để chi tiêu, nhằm đẩy mạnh tiêu dùng. Ông này cũng cam kết giải quyết vấn đề nợ công. Trong lĩnh vực du lịch, ông Srettha đặt mục tiêu thu hút thêm du khách quốc tế, cải thiện quá trình cấp thị thực, giảm chi phí thực cho du khách ở một số nước trọng điểm. Ngoài ra, ông Srettha cũng đưa ra các mục tiêu dài hạn như là thúc đẩy thương mại quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện sản xuất nông nghiệp. Những nỗ lực của chính phủ mới sẽ thúc đẩy niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ gặp nhiều thách thức khi thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng trong dài hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.